Chào tất cả mọi người, đây khui hộp cây cần câu trị giá gần chỉ vàng đây. Câu này đặt 4-5 ngày nó mới gửi tới đây. Câu này của Shimano, hàng Nhật Bản, dòng Yudias, cần Yudias. Có gì sướng bằng bằng cận cảnh đập hộp. Đây. Đây là em nó đây. Đây. 1610M2 Yudias phiên bản cán carbon, khui luôn, đập hộp luôn, quyết định đập hộp luôn. Đèn đây. Ngon lành chưa? Hàng mới nguyên tem. Nguyên luôn, giấy bảo hành gì còn nguyên hết. Ok. Làm rất là an toàn ha, rất là đẹp. Đảm bảo vô cùng. Tiếp tục cắt thêm cái tem này nữa. Khui hàng. Khui hàng. Này gì bây giờ với bảo hành à? Cắt luôn với bảo hành Shimano, phiếu bảo hành của công ty nhập khẩu đây. Đặt cái phần quan trọng đây, khuyên nó ra coi nào. Đây, bắt đầu kim nó ra đây. Đèn. Đây. Mọi người nhìn thấy ngon lành không? Đây. Đèn. Đó, hộp đây chấm đẹp coi. Đây. 2m08. Ok. Tiếp tục bốc luôn. Sướng đàn đây. Đồ carbon. Góc lên đi. Đây. Ok. Góc này góc carbon nè. Nhìn đẹp mê ly luôn. Wow. Đây, cận cảnh luôn. Nguyên tem nha mọi người. Đó.
đảm bảo ok chất lượng. Ok, quá đẹp, quá hoàn mỹ luôn. Quá tuyệt vời. Cầu đáng đồng tiền. Chỉ dàng cho phải chơi đâu. Đẹp tuyệt vời luôn. Với cái đọt này thì 1.8 ly. Đọt 1.8 này câu được cá, kéo cá tầm 4 cân 5 cân à. 4 kg 5 kg là ok, bình thường. Đẹp đẽ mê hồn luôn. Đẹp quá. Ok. Tuyệt vời.